Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT. Thì chương trình Airdrop này random chỉ dành cho 1.000 người may mắn nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới link phong, mình mở cái link phong ra các bạn. Thì con này được chạy trên nền tảng của OKChain nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên bạn follow Twitter nè các bạn. Xong, tiếp tục request Twitter nè các bạn. Rồi, các bạn like nè. Bạn nào mà win được kèo này là khá là ngon nha các bạn. Like nè. Rồi, bạn tweet lên nè các bạn. Rồi, sau đó bạn bắt up lên nha các bạn. Rồi, các bạn bấm tiếp tục. Rồi, tiếp tục tham gia kênh Telegram của nó nè. Trên Telegram nó bấm join xào Airdrop nha các bạn. Rồi, bạn bắt up lên nè. Sorry các bạn chờ 7 giây nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi sau đó các bạn bắt up lên. Rồi bạn bấm tiếp tục. Tiếp tục tham gia kênh tiếp theo nè. Kênh cộng đồng của nó các bạn. Rồi các bạn join xào Airdrop nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn bắt up lại các bạn bấm tiếp tục nè các bạn. Tiếp tục các bạn tham gia vào Discord nè các bạn. Tham gia Discord, bấm vào welcome division Discord Android. Rồi trên Discord thì bạn chấp nhận là mờ nè các bạn. Trên Discord nó bạn bấm vào verify nha các bạn. Rồi bạn bấm good này góp đi, các bạn bình luận một câu đi. Này. Rồi tiếp tục con quét up lên các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục. Sau đó các bạn nhập địa chỉ OKChain của mình, bạn dùng địa chỉ ETH trên ví chocolate của mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép địa chỉ ví, bạn bắt up lên đó. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục. Rồi chờ nó tải thêm. Rồi nhiệm vụ có bao nhiêu thôi các bạn chỉ lên ghép mà chia sẻ cho bè những người thân để kiếm thêm cơ hội phần thắng nhiều hơn các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.